Ok, chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với video tiếp theo trong chuỗi video học tiếng Anh theo một phương pháp mới nhất hiện nay, AHD American Heritage Dictionary. Và trong video này thì chúng ta sẽ tiếp tục đi tiếp với nhau cái âm sharp, đúng không ạ? Thì chúng ta đã học hết tất cả 6 âm long rồi. Thì 6 âm long chúng ta cần phải ghi nhớ. Và các bạn hình dung là dạy những cái điều đơn giản thì nó sẽ giúp chúng ta làm được cái điều phức tạp hơn. Và một trong những cái sự thành công đó là gì ạ, của những người thành công chinh phục được môn tiếng Anh, đó là cái sự kiên trì và có sự tin tưởng vào, đúng không ạ? Chúng ta cần phải kiên trì làm bài tập, kiên trì thực hành những cái việc rất là nhỏ, những công việc rất là nhỏ thôi, nhưng mà khi mà các anh chị và các bạn chúng ta liên tục tiến lên, liên tục luyện tập hàng ngày, thì đang tin chắc rằng các anh chị sẽ thành công nhanh hơn những người mà không luyện tập. Và nếu như các anh chị nào chúng ta đã luyện tập xong rồi, xin chúc mừng tất cả anh chị. Và nếu như các anh chị nào mà chúng ta còn chưa hoàn thành cái bài tập 6 âm long, chúng ta hãy quay trở lại để chúng ta có kịp với cơ hội để chúng ta làm hoàn thiện nó, đúng không ạ? Và đang muốn nhắc lại là những cái âm long và âm short này là những cái âm vô cùng là quan trọng và chúng ta nhớ phải hoàn thành nó. Và trong ngày hôm nay thì đang sẽ chia sẻ cho tất cả các anh chị đó là những cái âm short, đúng không ạ? Âm short ví dụ như là chúng ta có là đầu tiên chúng ta được học ngày hôm nay đó là short A sound. Thì cái âm short ấy thì chúng ta ký hiệu là giống chữ A và giống mắc vào trên đầu, đúng không ạ? Nó khác hoàn toàn so với những cái âm long đó nhá. Thì với cái ký hiệu cái âm short A như thế này thì chúng ta sẽ được đọc là chữ E và há miệng lớn này. Chữ E và há miệng lớn, nhớ nhá. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hành. Ví dụ như chữ đây là những cái phần bên chữ và bên này là được gọi là những phần ghi âm. Thì các anh chị chúng ta hãy cùng đọc với nhau này. Cái chữ đầu tiên short A chứa âm short A và chúng ta đọc chữ E và há miệng lớn cho đọc là had. Had. Rất là tuyệt vời. Tiếp theo là chúng ta có cái âm này nhá, là cái âm an. An, được chưa? Há miệng lớn đọc chữ E anh chị nhá. Nào các anh chị cùng đọc nào. An, rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Ok, và chúng ta đọc tiếp này. Fan, fan. Good. Nào tiếp theo. Pan, pan. Hay quá. Tiếp nào. Can, can. And sand, sand. Đúng không ạ? Thì các anh chị hình dung là gì ạ? Một trong những cái sự học hiệu quả nhất đó là chúng ta phải nhắc lại nữa thì các anh chị gì ạ? Học learning requires energy, đúng không ạ? Thì tức là gì ạ? Cái việc học nó cũng đòi hỏi rất là nhiều những cái năng lượng, và khi mà các anh chị lặp lại theo tôi thì anh chị đang tạo một cái năng lượng rất là tuyệt vời, đúng không? Nhớ nhá, là các anh chị chúng ta hãy cùng nhau luyện tập lại, đọc to lại một lần nữa cùng với tôi nào. Chúng ta hãy cùng nhau đọc lại nhé, hãy đọc lại nào. Bắt đầu nào. Chữ đầu tiên này, chữ short A, chữ E và hai miệng lớn, nhớ nhá. Và chúng ta ghép vần đầu, chúng ta đọc là had. Had. Good. Tiếp theo. An. An. Tiếp theo này. Fan. Fan. Pan. Pan. Can. And sand. Rất là chính xác. Được chưa? Và anh chị nhớ là chúng ta hãy luyện tập nó bằng cách thường xuyên và đều đặn, và chúng ta sẽ có được một kết quả cũng tuyệt vời. Được chưa? Ok. Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị đang xem video cơm short A đầu tiên này. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau tiếp trong cái âm số 2 của chúng ta, đó là cơm short D. Và các bạn anh chị nếu như video này hay và hữu ích cho tất cả anh chị hãy nhớ là ấn nút subscribe, và anh chị chia sẻ cái video này cho nhiều người hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong video tiếp theo.